Xin chào tất cả mọi người. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với series Dead Space phiên bản Việt hóa chương trình của mình. Trong tập này thì có lẽ chúng ta sẽ đối mặt thêm một con boss nữa. Không biết con boss này nó có giống như cái con boss Leviathan chúng ta đã từng diệt qua không? Sử dụng pháo ADS để xóa cửa nổ. Tín hiệu vẫn chưa đủ mạnh, nhưng Kendra cần những cửa sập mở phía trên khu phát tín hiệu truyền tin. Một thứ gì đó to lớn đang ở phía trên đó, có thể đó là một loại Neuromods. Nếu mình có thể đến một trong những khẩu súng máy ADS, mình sẽ có thể bắn nó vào không gian. Dự là con đường phía trước sẽ rất là khó khăn nè. Giờ phải kiếm cái máy bán hàng nào đấy. Để coi dọc đường đi có máy bán hàng không. Thu nhỏ bản đồ xem. Đây này chúng ta đây nè. Đi hơi bị xa đấy. Hai dọc đường đi không có máy bán hàng nào hết. Căng là. Vậy là kia thôi. Đừng có con nào xuất hiện lúc này nhé. Đây 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 đây. Mày ngu. Cho túi năng lượng chi nhiều dữ trời. Lần trước chúng ta không vô được cái cửa này, nhưng mà lần này thì vô được. Đang có 3 con chip điện. Coi có nâng cấp gì được gì không. Hy vọng sẽ nâng cấp máu được. Có 3 chip điện rồi, có thể nâng cấp máu được, nhưng mà nếu mà lấy con chip cuối cùng á để nâng cấp máu thì chúng ta trong người không còn chip nữa cả. Mà mình thì lúc nào mình cũng muốn chừa một con chip để mở mấy căn phòng mà yêu cầu có chip điện. Cho nên chưa nâng cấp máu được. Mới gắn mấy con chip kia vô thôi. Lần sau chỉ cần có thêm một con chip nữa là chúng ta nâng cấp được. Hy vọng để có máy bán hàng đi. Ôi trời. Ủa? Đi thang máy này luôn à? Chỗ súng ADS-48. Cái thang này chắc chắn là mấy con kia nó không chui vô được. À, đạn dược bây giờ cạn sạch rồi, chỉ còn đạn của cây súng cắt quặng thôi. Súng yếu lắm. Ok, yếu còn hơn không. À, thấy trong kia có đồ nhá. Có tiếp tế đạn dược gì cho tao không? Đạn này làm cái gì? Lưỡi dao mới cắt. Ở đây mình nghi lắm. Mày quá không có mấy con quỷ kia. À. Lại có cục pin hay lắm.
lần sau nâng cấp máu được rồi. Trong này còn gì nữa không? Chúng ta lưu lại cái đi trước khi sử dụng cái đó. Sử dụng cầu pháo này thôi, hy vọng là một lần qua luôn. Wow. À, phải bắn mấy cái này. Tàu kia thôi xong rồi, cái tàu kia dính rồi. Bắn tàu này luôn à? Nhanh. Nhanh. Ôi trời ơi. Isaac, are you there? Thank God you're all right. I've been trying to reach you. Someone's been blocking my rig signal remotely. A crash must have interrupted the signal block. Hammond, where have you been? Surviving. Barely. I found some med supplies and packed myself up. Listen, I'm calling abort on the mission. Fuck the CEC and fuck the chain of command. We have to get the hell out of here. I think I've located a shuttle on the crew deck. Flight log says it needs a new singularity core, but we can probably salvage one from the Valor. I can see the tail end of it sticking out from the side of the Ishimura. I'm headed down there now to find a way inside. I'll meet you there.
Hammond out. Isaac, if what he says is true about the shuttle, we might have a chance of getting out of here. Head to the cargo bay and see if you can help Hammond. In his condition, he may not last long. Vụ mới nữa hả? À, con tàu quân sự nó đâm vào tàu Ishimura. Có lẽ một số lính vẫn còn sống và còn có thể cứu được. Nhưng mình khá nghi ngờ về điều này. Hammond nói rằng anh ấy đã tìm thấy một phi thuyền trên khoang phi hành đoàn. Mình phần phải lấy cái lõi vận hành khỏi tàu quân sự để sửa chữa phi thuyền. Vẫn còn hy vọng, tuy mỏng manh nhưng nó vẫn có thể thực hiện được. Như vậy là phải lợi cái con tàu mới vừa đâm vô cho tàu Ishimura này, lấy cái lõi đó để gắn vô một cái phi thuyền còn sót lại duy nhất trên con tàu Ishimura này để thoát khỏi cái này. À, nếu như bạn nào thắc mắc á, là tại sao một con thuyền lớn như vậy lại không có phi thuyền cứu hộ, phi thuyền cứu nạn để mà chạy thoát khi mà có sự cố á, thì nếu mà đã coi cái phần phim hoạt hình mình nói thì mọi người sẽ biết là tất cả những cái phi thuyền cứu hộ trên tàu Ishimura đã bị bắn ra hết. Chỉ còn duy nhất một cái mà cái phi thuyền cứu hộ đó có cái con quái vật trong đó, cho nên đã bị ông Hammond ông bắn luôn không gian luôn. Cho nên giờ trên tàu là không còn cái phi thuyền cứu hộ nào hết. Còn con tàu mà phi hành đoàn của cái nhóm Isaac tới đây thì đã bị hủy rồi. Đấy. Tình hình nó là như thế. Vậy còn hy vọng duy nhất là lấy cái lõi trên con tàu quân sự mới vừa đâm vô để gắn vô cái phi thuyền duy nhất còn sót lại đây. Phi thuyền đó cần một cái lõi mới để hoạt động. Trên đường về hình như có cái chỗ nâng cấp đúng không? Chúng ta vô nâng cấp máu đi. Cái bấm M coi. Phóng to lên tí. À, quẹo trái có một cái chỗ máy nâng cấp. Ok. Nâng cấp máu này. Đây rồi. Thấy chưa? Lúc đầu có 5 con máu, bây giờ lên tổng cộng là 6 con máu rồi. Còn 2 mức nữa là max máu luôn. Cái thiết bị hỗ trợ sự sống á, đây là cái thiết bị có hình biểu hiện mấy cái ống này nè, 6 khoanh đó. Nói nôm na, nó hỗ trợ sự sống, thực chất nó chỉ là một cái hiển thị trực quan tình trạng sức khỏe của người đang đeo nó thôi. Và máu xanh này, xong chuyển xuống máu vàng là hơi bị yếu rồi, với máu đỏ là nguy hiểm đấy. À, mày lại đây này. Chết hết chưa? Đi từ từ thôi. Ok, đây chắc an toàn luôn cả. Cái con hồi nãy chắc không phải là boss đâu. Mình cứ tưởng là con boss nó lợi hại lắm nhưng mà không phải. Con nó chắc không được tính là boss đâu. Cũng may là có kinh nghiệm chiến đấu với con Leviathan rồi cho nên xử nó nhanh được. Tăng máu rồi, sức chịu đựng trâu bò hơn rồi. Bây giờ chỉ cần một cái máy bán hàng để mua thêm đồ nữa nè. Cái gì vậy? À, đừng nói gặp cái con trâu. Xong rồi.
mày lại đây. Mày lại đây. Chưa? Oh man, năng lượng plasma. Ở chỗ này có máy bán hàng nào không ta? Dọc đường đi như con cái. À, mấy cái này nãy nó lúc đầu nó khóa, bây giờ nó mở rồi. Ok, một cái. Máu, ok. Ở đây còn mấy cái nữa. Đi vòng vòng thôi, chúng ta còn sót gì đây không? Vẫn còn một cái bên này. Rồi. Đây này chính thức hết đạn. Ở đây hình như có máy bán hàng đấy. Đây rồi. Ngon. À, mới mua thêm tí đạn dược cho cái cây súng này. Rồi. Phía trước hay phía sau? Con này vẫn chưa chết. Chết chưa? Vẫn còn một con nho nho bên kia kìa. May quá lần này cái con này, lần này cái con này nó không có phun mấy con kia ra. Mình chỉ sợ nó phun mấy cái con mà giống như cái con đĩa ra thôi chứ. 3.000 tiền. Tới đây là ok rồi, đi. Chương 8. Chương 9 là gì? Cái chết cận kề. Trời ơi. Good, you made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence. They're not on reconnaissance and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the Singularity Core and get the hell out of there. Lâu lâu nó cứ hiện mấy này làm giật mình hoài ta. Đi vào tàu quân sự. Con tàu quân sự USG Valor đâm sầm vào khoang hàng hóa của tàu Ishimura. Con tàu này sẽ tan qua thân tàu Ishimura. Mình cần tìm một lối đi vào bên trong. Con tàu này chắc có nhiều đạn dược lắm này.
Máu. À, mấy cái bình này tốt nhất là cứ hút từ xa đi. Ok. Vô. Trong người có hai con chip và càng về sau càng cần nhiều chip. Có hai con chip không đủ làm gì hết. Đây là khu nào đây? Đây là khoang hàng hóa đúng không? Máy bán hàng. Shop. Năng lượng lách ma. Chắc hồi nữa mình phải vô đây mình đổi bớt quá. Lấy mấy cái súng còn đạn ra. Trời, hết rồi. Lưỡi cưa. Dẹp cái súng áp lực. Súng áp lực hết đạn rồi. Lấy cái súng cắt quặng ra. Lấy cái cây súng cắt quặng với lại mua thêm một ít đạn cho cây này. Còn có hai viên nè trời. Cái kia nó bán mắc lắm. Đạn của cây súng cắt quặng nó bán mắc lắm. 2.000 đồng mà có được dân một viên à, hai viên à. Bình khí vừa, chà. Vậy là ra đây là chỗ không có không khí nữa. Chơi luôn. Ôi trời. Entering zero gravity. Mấy cái cục xanh xanh này là cái gì vậy? Isaac, one of the Valor's weapons ripped open in the crash. Those green orbs you see are highly radioactive, and the Valor's airlock has sealed itself. You're going to have to throw those into space before you can get into the ship. Trời ơi, ném mấy cục đá xanh. Đá xanh này có chứa phóng xạ. Lỗi gỡ các phóng xạ một trong những mô đun vũ khí của tàu Valor bị xé tạc trong một tai nạn, làm phân tán đạn dược phóng xạ cao vào khoang chứa. Vụ rò rỉ phóng xạ đã khiến cho khóa khí của Valor bịt kín. Mình cần phải dọn sạch các khóa phóng xạ này trước rồi mới có thể lên tàu. Quăng nó ra không gian mà không gian ở đâu? À, phải xuống dưới này mở mấy cái khí này cho mở cái cửa này ra. Đúng rồi, nó kêu chúng ta xuống dưới rồi. Bắn mấy cái này thôi. Chạy quanh kia. Phiền. Quá phiền. Lắm trò thật. Old man. Lộn nút chứ. Quăng nó ra ngoài. Ôi trời. Trời đất ơi. Thank you.
biến. Radioactive material removed. Ôi trời. Từ từ. Mấy con trời đánh này. Bơm máu chưa? Rồi. Từ từ. Ôi, lại gần à, nghe cái âm thanh mà khi có phóng xạ mọi người thấy không? Đứng góc này không được. Biến. Bay ngược lại mới đau. Biến vào không gian. Radioactive material removed. Hai cái. Qua bên này bơm. Biến ra. Radioactive material removed. Quá xa. Biến ra ngoài không gian ta. Còn cái nữa. Ủa? Thấy còn cái mà ta. À, bơm khí. Còn rõ ràng thấy còn cái nữa. Hình như nó múc ở trên cái. Chân trần kia. Trời ơi. Xuống bơm khí nhanh. Rồi. Đây, bình tĩnh. Cút. Dướng mít này. Biến ra ngoài không gian cho tao. Radioactive material removed. Quá
xa. Đây đây. Biến. Xong. Safety lock released. Dạ, chúng ta lên đâu? À, quay lên kia lại à? Ok. Vậy lại gặp một con boss khác nữa à. Xong tôi rồi. Bơm máu trước rồi. Có đạn có máu gì không? Đi vào tàu quân sự kìa. Con tàu quân sự USS Vador. The part you're looking for will be in the engine room at the back of the ship. I'm reading massive damage, so you may need to find an alternate route to get there. Tìm nó đi dự phòng tùm lum thứ. Đã vào được bên trong, giờ mình chỉ cần tìm cách vào phòng động cơ và lấy lỗi vận hành. Trời đất. Trong kia căng đấy. Cái phòng bên kia. Để khoan. Để coi cái này mình lấy cái này ra mình vô được. Thang máy. Thang máy đến khoa. Khoan trên. Lấy cục này ra. Được. Chỉ còn một lối đi duy nhất ở đây thôi. Trời ơi. Quá trời xác luôn ạ. The infection process is doing something strange to these soldiers. They all have built-in stasis units in their body armor. The infection is merging the stasis unit into their flesh or something, making them move fast, real fast. Be careful. Có thông tin nào hữu ích hơn nữa không? Nó khiến cho mấy người lính trên đây di chuyển rất nhanh. Một loại neuromod mới. Đạn xung động bơm vô ngay. Dùng cái này. Không đúng. Dùng cái này kéo ra đây. Rồi. Không đi đường này được. Trời đất. Phải chịu khó kéo máy này rộng rãi chút nữa cho chúng ta dễ đi. Rồi. Bên kia có đạn kìa.
này thì rơi ra cái gì? Khổ thế. Rồi, lấy cái này ra. Mày nhanh không? Lại thêm con này. Holy shell. Nhanh với anh à. Nhanh không? Nhanh là ngon. Bên kia có đồ kìa. Kia có cái đạn của cái cây kia. Đây. Rồi, đạn súng cắt quặng. Ok. Căng đi nha. Hai con máu và máu ngay. Tới phòng như lôi. Ba. Lại cái cô Sandra này nữa. Nicole chứ. Cô này làm cái gì? Mọi người nói coi cái cô Nicole, bạn gái của nhân vật chính Isaac này còn sống không? Theo mình là chết rồi đó. Nghĩ coi nguyên cái con tàu Ishimura đi. Chỉ còn những cái người bệnh hoạn, những cái cháu lão tiến sĩ đó mới sống nổi thôi chứ. Lão tiến sĩ mà nuôi con quái vật bất tử đó. Chứ cái cô này chỉ là chuyên viên y tế thôi, chắc chắn là chết rồi. Mà nãy giờ những hình ảnh về Nico mà nhân vật chính của chúng ta thấy có khả năng đó chỉ là ảo giác. I'm tracking your position, but it doesn't look like I can reach you. This damn ship was nearly shared in half. I made it to the bridge. It's a mess here. These poor bastards didn't stand a chance. I'm going to override all door locks so you can get to the engine room. I'll try and catch up with you there. Xác này có họ có sống gì không vậy?
tiếng gì ghê thế. Khoang chứa hàng hóa. Ồ, bên kia. Chỗ này còn một cái ô nữa nhưng mà thôi, nó công dời mấy kia quá. Cũng chả có gì quan trọng hết. Rồi, mình sẽ dừng tập này đây luôn. Trong tập sau chúng ta sẽ tiếp tục khám phá xem trên cái con tàu quân sự này nó có những con quái vật với lại có cái gì hay ho trên này nè. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký. Bye bye.